Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với lại chương trình Illustrator. Thì Illustrator nó là chương trình thiết kế dựa trên nền tảng vector. Nó khác với Photoshop. Photoshop thì nó giúp chúng ta giải quyết các vấn đề liên quan tới chỉnh sửa ảnh và nó làm việc với cái trên nền tảng bitmap, tức là làm việc với các điểm ảnh. Thế còn vector thì chúng ta sẽ làm việc trên một chương trình dựa trên các thuật toán để vẽ ra các hình dạng hoặc ra các đường dùng để thiết kế logo rồi thiết kế tờ rơi, tờ gấp, các cái sản phẩm in ấn mà các bạn vẫn hay nhìn thấy trên thị trường. Thì đấy là cái công việc của Illustrator. Thế thì về cơ bản thì nó là họ Adobe cho nên là nó sẽ tuân thủ theo cái cấu trúc và cái quy cách làm việc tương đối giống các họ Adobe khác. Nếu mà nhìn nhanh qua thì các bạn cũng sẽ thấy là nó cũng khá tương đồng với lại chương trình Photoshop. Phía trên là menu, thành option, hộp công cụ ở bên phía trái, các hệ thống panel nằm ở phía bên phải và cũng có cái khả năng là thu hẹp hoặc là mở rộng ra thành hai cái cột như thế này. Hệ thống panel chúng ta cũng có thể đóng mở, kéo rộng ra hay là thu hẹp lại, vân vân, tương đối giống như là các cái chương trình Adobe khác. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ xác nhận một tí về cái tính chất. Thì Photoshop thì nó là chương trình có tính chất editing, có nghĩa là nó nặng về chỉnh sửa, tức là kiểu gì chúng ta hầu như chúng ta cũng sẽ làm việc ở trên một cái tài liệu đã có, một cái ảnh nào đó hoặc vài cái ảnh nào đó chúng ta có thể chỉnh sửa trên một cái ảnh, hoặc chúng ta có thể ghép từ cái ảnh nọ sang cái ảnh kia và trở thành một cái sản phẩm mới. Thế còn Illustrator nói riêng và các cái chương trình trên nền tảng vector nói chung, ví dụ như sau này chúng ta học Corel chẳng hạn, thì cái tính chất của nó thuộc dạng creating, tức là chúng ta sẽ làm việc từ một cái tờ giấy trắng không có gì cả và chúng ta sẽ sáng tạo mọi thứ ra từ đầu, bất kể là một cái sản phẩm đơn giản hay là phức tạp thì cũng là cái sự làm việc từ đầu. Thế để mở đầu thì chúng ta sẽ vào menu File, vào New, hay là các bạn nhấn Ctrl N. Bằng cách này thì chúng ta sẽ mở được hộp thoại New Document và chúng ta sẽ thiết lập các cái tham số làm việc của cái chương trình. Thế thì ở trong này các bạn có thể đặt tên ở trường name, profile thì ở đây nó sẽ hỗ trợ chúng ta làm một số việc. Trước đây thì nguyên bản Illustrator thì nó được thiết kế ra để thiết kế và hỗ trợ in ấn. Thế nhưng mà về sau theo cái sự phát triển của công việc thì nó sẽ ứng dụng thêm trong nhiều cái việc khác, ví dụ như thiết kế giao diện web, thiết kế giao diện cho các cái thiết bị di động đó, rồi nó là một cái chương trình để hỗ trợ cho làm phim, biên tập video, vân vân. Thế thì các bạn cũng nhìn thấy nó có rất là nhiều các cái vai trò mà Illustrator có thể đảm đương. Tuy nhiên, mặc định thì nó vẫn được ưu tiên cho cái việc gốc của nó là thiết kế in, cho nên là mở ra các bạn sẽ nhìn thấy print nó được ưu tiên ngay ở đây. Tất nhiên các bạn nếu mà sau này các bạn làm những cái việc khác thì các bạn cũng có thể chọn các cái thiết lập cho nó phù hợp với lại cái công việc mà các bạn sẽ làm. Phần tiếp theo thì nó có một cái nó gọi là number of artboard, thì cái này là cái trang làm việc mà Illustrator cho phép chúng ta xử lý mọi việc ở trên đó. Trước đây thì Illustrator chỉ có một cái trang làm việc duy nhất. Thế nhưng mà về sau do yêu cầu của người dùng thì Illustrator cũng nghiên cứu và đưa ra một cái lựa chọn nữa, đó là cho chúng ta làm việc với multi artboard, tức là sẽ nhiều hơn. Ví dụ khi mà tôi chọn trên một thì bắt đầu nó đưa ra các cái tùy chọn khác để chúng ta có thể là bố trí các cái trang này nó nằm như thế nào. Như đầu tiên thì bây giờ chúng ta cứ tạm thời chúng ta xác nhận là làm việc với một đã, đơn giản tại vì chúng ta chưa nắm được cái gì cả cho nên chúng ta cũng chưa cần làm việc một cách phức tạp hơn như thế. Thế còn các cái trường này nó sẽ chìm đi nếu như mà chúng ta thiết lập là chỉ một thôi. Thế còn hai thì nó sẽ dính dáng tới các cái vấn đề là chia cột, phân ra giữa các cái trang làm việc nó như thế nào, cách nhau khoảng cách rộng bao nhiêu, trên dưới như thế nào, thì lúc đó chúng ta mới thiết lập cái trường thế này. Còn size thì là chính là cái kích thước của cái trang mà chúng ta sẽ làm việc ở trên đó, và mặc định của chương trình thì nó đang hiện để cho chúng ta là khổ letter.
và các bạn có thể thiết lập lại sang các cái khổ có thể là quen thuộc hơn, ví dụ như A4 chẳng hạn. Thế còn cái đơn vị thì đây là đơn vị đo chiều rộng, đơn vị đo chiều cao và đang được tính bằng point, thì các bạn cũng có thể chuyển nó về cái đơn vị quen thuộc hơn của chúng ta, đó là cái đơn vị đo là mm. Tiếp nữa thì là cái orientation, thì các bạn sẽ thấy là có khổ giấy đứng và khổ giấy nằm, thì tùy thuộc vào cái ý định thiết kế của các bạn mà các bạn sẽ chọn cái khổ giấy đứng hay khổ giấy nằm. Còn thông thường thì khi các bạn mới truy cập vào thì Illustrator luôn luôn ưu tiên cho chúng ta là thiết lập khổ làm việc là khổ đứng. Thế còn cái phần bridge này thì cái phần mà chừa chừa lề cái khu vực trong trang giấy nó có thể in được hay không, thì đây là đang thiết lập cho việc là làm việc tràn khổ, tức là không có chừa gì cả, các bạn có thể vẽ sát vào tấm mép của cái trang giấy làm việc. Và cuối cùng thì các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta có một số các cái tùy chọn nữa, đó là cái hay là các tham số nữa như là color mode, là CMYK, PPI, là 300, vân vân. Thì đấy là những cái thiết lập chuẩn mực luôn cho cái tài liệu thiết kế in offset. Cho nên là khi mà chúng ta đã chọn là cái phần ban đầu mà chúng ta chọn là print, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ được mặc nhiên là chọn cái đó. Sau đó thì các bạn nhé, ok, để chúng ta mở trang giấy làm việc ra. Khi mà các bạn mở trang làm việc ra thì các bạn sẽ thấy rằng là ở trên cái giữa cái nền xám này thì sẽ có một khu vực trắng hình chữ nhật, đấy chính là cái khu vực trang giấy làm việc mà chúng ta gọi nó bằng cái khái niệm artboard. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm việc trên cái tài liệu này. Thế thì cái khu vực giấy trắng này là cái gì và tại sao lại phải có nó, thì chúng ta cũng hình dung luôn ra đấy là nó như là cái tờ giấy hoặc cái quyển vở để các bạn ghi chép hoặc là làm việc ở trên đó. Thế và ở xung quanh cái phần nền xám thì nó tương tự như mặt bàn để chúng ta đặt trang giấy lên. Thế thì về nguyên tắc thì hoàn toàn các bạn có thể vẽ vào giấy cũng được mà vẽ ra bàn cũng được. Đấy, nhưng nó vẫn phát sinh ra cái trang giấy là để nó xác nhận cho chúng ta là cái khu vực đấy là khu vực in. Tại vì là những cái nào một đối tượng nào đó mà nằm ở bên ngoài, ví dụ tôi có một hình như thế này, tôi có một cái hình như thế này, hình này thì là đang nằm ở trong bên trong trang giấy, thì khi tôi in thì tôi sẽ in được hoàn toàn cái hình này. Nếu như cái hình này nó nằm ở cái trạng thái như thế này, một phần nằm ở ngoài một phần nằm ở trong, thì khi chúng ta ra lệnh in nó sẽ chỉ in cho chúng ta cái phần nằm ở trong diện tích trang giấy. Còn nếu mà nó nằm ngoài thì mặc dù các bạn nhìn thấy nó ở trên màn hình nhưng mà trong bản in sẽ không có đối tượng này. Đấy. Nó cũng tựa tựa như là cái tình trạng là các bạn có thể hết giấy thì các bạn viết ra mặt bàn, nhưng mà các bạn đem nộp thì các bạn chỉ đem được nộp được tờ giấy của bạn thôi, còn các bạn không thể nào đem cả cái mặt bàn ra nộp mà nộp bài được, thì cái trang giấy này nó chính là cái vai trò là như vậy. Thế thì như thế là chúng ta đã làm quen với cái khái niệm đầu tiên là cái trang giấy làm việc. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ hiểu về cái đối tượng cơ bản ở trong Illustrator thì nó được quản lý và nó làm việc như thế nào. Thì ở trong Illustrator nó quản lý một đối tượng thì thực ra nó gồm có mấy cái như thế này. Ngoài cái kích thước này hoặc là cái hình dạng của đối tượng nó là cái gì, thì đặc biệt chúng ta có hai cái thuộc tính mà chúng ta phải làm việc liên tục với nó. Đấy là cái thuộc tính thuộc về bề mặt của đối tượng và thuộc tính đường viền. Thì cái này thì các bạn nhìn sang bên tay trái, các bạn sẽ thấy là có hộp màu nằm ở phía dưới đáy của hộp công cụ, cũng gần gần giống như là ở trong Photoshop. Tuy nhiên cái hộp này thì nó không chia ra cái khái niệm gọi là tiền cảnh hậu cảnh, mà nó phân ra thành màu tô, màu fill hay là màu stroke. Fill là chính là cái hộp đặc nằm ở phía trên này, còn stroke là cái hộp rỗng nằm ở phía dưới. Và khi chúng ta vẽ ra bất cứ một đối tượng nào ở trong Illustrator thì nó sẽ lấy cái màu hiện có ở trong cái ô màu fill này, nó tô vào cho đối tượng, cho bề mặt của đối tượng. Thế còn màu stroke có màu gì thì nó cũng sẽ lấy cái màu đó để nó tô cho cái đường viền của đối tượng mà chúng ta vừa mới vẽ. Thế như vậy là chúng ta khi mà làm việc thì chúng ta sẽ cần phải chỉnh sửa hoặc là quản lý những cái màu cho bề mặt hoặc là đường viền của đối tượng. Tất nhiên là chúng ta cũng có thể là hủy bỏ cái màu tô của bề mặt hoặc là đối tượng. Thế thì các bạn
có thể hủy bỏ bằng cách là chọn cái ô màu, sau đó thì các bạn bấm vào cái ô năm gạch chéo bên dưới. Ô nào nổi lên trên có nghĩa là chúng ta đang kích hoạt cái thuộc tính đó. Tất nhiên vẫn phải có một đối tượng được chọn, còn nếu không thì nó sẽ không biết là làm việc với đối tượng nào. Đây, ví dụ tôi hủy bỏ tôi về mặt, sau đó nếu tôi muốn hủy bỏ tôi được viền thì tôi bấm vào đây. Cái ô stroke này nó nổi lên trên có nghĩa là chúng ta đang kích hoạt cái thuộc tính về stroke, và bây giờ nếu tôi bấm vào đây nữa thì các bạn cũng sẽ không thấy cái hình này, tại vì là màu tô bề mặt bị hủy bỏ đi, ẩn giấu đi, màu tô đường viền ẩn giấu đi thì chúng ta sẽ không nhìn thấy đối tượng. Tuy nhiên nếu như chúng ta khôi phục lại thì chúng ta cũng có thể là chọn đối tượng và sau đó thì chúng ta chọn một màu bất kỳ nào đó cho đường viền hoặc bề mặt thì chúng ta cũng sẽ lại thấy là đối tượng này nó sẽ không bị mất đi. Thế thì đấy là một vài khái niệm cơ bản ban đầu. Thế còn bây giờ để mà chúng ta làm chủ được những cái thao tác đó thì chúng ta phải biết cách tạo ra cái đối tượng đã, và do đó thì chúng ta sẽ làm việc với những cái công cụ cơ bản đầu tiên giúp chúng ta có thể tạo ra được các đối tượng ở trong Illustrator. Thế để tạo ra các đối tượng thì chúng ta sẽ sử dụng nhóm các cái công cụ tạo hình cơ bản ở trong Illustrator. Chúng ta có mấy nhóm công cụ tạo hình cơ bản như sau. Nhóm này là nhóm các hình cơ bản thì nó cung cấp cho các bạn mấy cái hình dạng như sau: công cụ vẽ hình chữ nhật, công cụ vẽ hình chữ nhật bo tròn góc, công cụ vẽ hình elip, công cụ vẽ hình đa giác, công cụ vẽ hình ngôi sao, và cuối cùng thì có một cái công cụ nó tương đối đặc biệt. Đây thì nó không gọi là cái công cụ cơ bản hay là cái hình dạng cơ bản, mà nó là một cái đối tượng hơi hơi đặc biệt một tí. Nó vẽ ra một cái chùm tia sáng mà nó mô phỏng cái sự chiếu sáng vào trong ống kính máy ảnh hoặc máy quay. Thế thì đầu tiên chúng ta làm việc với công cụ cơ bản nhất trong các thứ cơ bản, đó là hình chữ nhật. Thì phím tắt của nó là M. Các bạn có thể mở hộp ra gọi nó bằng cách kích chuột hoặc là các bạn nhấn phím tắt để gọi. Sau khi chọn công cụ rồi thì chúng ta sẽ có hai cách vẽ ra đối tượng ở trong Illustrator. Thực ra cái này thì không riêng gì cho hình chữ nhật đâu, mà về mặt nguyên tắc các công cụ tạo hình cơ bản thì nó đều chấp nhận cách như thế này. Cách thứ nhất là các bạn nhấp chuột. Sau khi nhấp và giữ chuột, các bạn kéo dê đi một đoạn. Dài ngắn, cao thấp, rộng hẹp là tùy ý các bạn. Và các bạn sẽ nhìn thấy một cái khung xanh như thế này. Đấy sẽ chính là cái diện tích và cái hình hài của cái hình mà sẽ vẽ ra nếu như chúng ta buông chuột. Đây, tôi buông chuột thì các bạn sẽ thấy một cái hình như thế này. Đấy là cách thứ nhất, vẽ trực tiếp luôn. Thế còn cách thứ hai là gì? Cách thứ hai là chúng ta sẽ nhập một tham số chính xác vào cho hộp thoại để Illustrator nó sẽ vẽ ra cho chúng ta theo đúng kích thước yêu cầu. Kích chuột, hộp thoại mở ra. Trong này các bạn sẽ nhìn thấy có một cái trường chiều rộng và một trường chiều cao. Và hiện tại các bạn cũng đang nhìn thấy là trong này có các con số điền sẵn vào trong hai cái trường chiều rộng và chiều cao đó. Và các con số này thì ở đâu ra? Các con số này chính là nó sẽ lấy ở cái hình mà vẽ gần nhất. Công cụ này lần vẽ gần nhất vẽ ra một cái đối tượng có kích thước cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu thì nó sẽ ghi chú lại cái kích thước đó, và lần sau nếu như các bạn mở hộp này ra thì các bạn sẽ thấy luôn cái kích thước đó. Nếu các bạn không can thiệp thì nhấp OK, nó sẽ vẽ ra luôn cái hình giống hệt như thế luôn. Còn nếu mà các bạn can thiệp thì các bạn lại phải đưa một cái tham số mới vào đây, ví dụ này chẳng hạn, thì nó sẽ vẽ ra cái hình cho các bạn. Và vẽ ở đâu? Vẽ ở cái điểm mà các bạn cái chuột đấy, nó sẽ từ đấy nó vẽ ra. Thế như thế là chúng ta đã có được cái hiểu biết đầu tiên về cái công cụ hình chữ nhật. Đấy, hình này vẽ rất dễ, dễ vô cùng luôn. Thế còn trong quá trình mà chúng ta vẽ tự do, vẽ thủ công thì các bạn lưu ý một tí, tức là đấy, cái khung xanh nó như thế nào thì các bạn buông tay ra nó sẽ ra hình giống hệt như thế. Đấy, tức là chúng ta có thể nhìn trước được cái kích thước của cái hình. Thế còn nếu như mà trong cái quá trình mà các bạn đang vẽ mà các bạn lại không thích cái vị trí đó, các bạn muốn dịch nó đi thì các bạn có thể là đừng nhả phím chuột và nhấn giữ phím cách, thì các bạn có thể lôi cái hình đang vẽ dở này sang một cái vị trí mới trên trang giấy.
và đặt ở vị trí mới rồi, các bạn nhả kiếm cách ra và các bạn vẽ tiếp thì các bạn sẽ vẽ được cái hình đó ở cái vị trí mới. Thế ở đây thì chúng ta cũng sẽ có một chút thắc mắc là cái hình chữ nhật này thì nó có cái hình dạng chữ nhật rồi, tuy nhiên là ở trong này chúng ta lại nhìn thấy nó có mấy cái chấm tròn 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 tròn, thì nó là cái gì? Thì đây chính là một cái cải tiến mới của Illustrator cho cái đối tượng hay là cho cái công cụ vẽ hình chữ nhật. Cái đặc tính này chính là giúp cho chúng ta có thể là bo tròn góc cho cái hình chữ nhật này một cách tùy biến. Tại vì các bạn sẽ thắc mắc là bo tròn góc thì ở đây chúng ta cũng có cái công cụ bo tròn góc rồi, chữ nhật bo tròn góc rồi, thì tại sao lại còn có cái này? Thì cái này thì chúng ta cũng nói luôn, đó là một cái cải tiến mà thực ra là người dùng Illustrator đòi hỏi ở hãng bổ sung cho họ, tại vì cái tính chất này thì trong Corel nó có từ lâu lâu lắm rồi, nhưng Illustrator thì không 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 đáp ứng cái này. Đấy. Thế và mãi tới tận phiên bản coi như phiên bản mới nhất là phiên bản CC này thì Illustrator mới bắt đầu bổ sung cái tính năng này vào, và vì là người dùng yêu cầu có tính năng. Thế vậy để làm cái này thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Khi các bạn chọn con trỏ chuột vào trong cái hình tròn tròn này và các bạn bấm vào nó, kích chuột vào nó, thì nó sẽ mở ra một cái hộp thoại transform ở đây. Các bạn sẽ nhìn thấy cái phần mà rectangle property này thì nó sẽ có các cái tham số liên quan tới cái hình chữ nhật mà chúng ta vừa mới vẽ, đó là kích thước chiều rộng như thế nào, chiều cao như thế nào. Ngoài ra thì các bạn còn có một cái trường nữa là trường rectangle angle, giúp các bạn có thể xoay cái hình chữ nhật này đi một góc bao nhiêu độ đó. Tuy nhiên cái điều mà chúng ta đang nói với nhau đấy chính là cái cochlear radius, và các bạn nhìn thấy bốn ô hiện lên ở đây, mỗi ô này là đại diện cho một góc tương ứng với cái hình chữ nhật ở trên màn hình. Và nếu như mà các bạn điều chỉnh một cái ô này bao nhiêu thì các cái góc còn lại nó sẽ cũng co lại bấy nhiêu. Nếu như thế này thì không khác gì cái công cụ router to nhé của cái phần mà vẽ hình chữ nhật bo góc. Tuy nhiên nếu như các bạn mà tháo cái khóa này ra, tháo cái khóa ở giữa bốn góc này ra, thì lúc này chúng ta có thể là điều chỉnh riêng từng góc một theo cái ý mình. Ví dụ bây giờ tôi bỏ cái khóa này đi, bấm cái khóa link này bỏ đi, nghĩa là chúng ta tháo bỏ cái sự liên quan từ các góc, và bây giờ tôi có thể điền vào đây một tham số, và khi tôi điền tham số thì góc nào được điền tham số thì hình chữ nhật nó sẽ bo cái góc đó lại riêng, còn các góc còn lại thì sẽ không bị bo, hoặc tôi có thể bo nhiều ít từng góc một. Ví dụ tôi có thể bo một góc như thế này thì tôi có thể là điều chỉnh tùy biến được từng góc của hình chữ nhật. Thì đây là một cái tương đối mới ở phiên bản CC. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ giới thiệu sang cái công cụ thứ hai ở trong nhóm công cụ, đó là công cụ vẽ hình chữ nhật bo tròn góc. Thao tác thì chúng ta sẽ làm như sau: nhấp giữ vào hộp công cụ và chúng ta chọn cái công cụ thứ hai trong hộp, đó là công cụ Round Rectangle Tool. Công cụ này thì giúp các bạn vẽ hình chữ nhật mà bo tròn góc. Thế nó cũng chứa được hai cái cách vẽ như là cái hình chữ nhật vừa rồi, nghĩa là vẽ trực tiếp ngay lập tức này, hoặc là các bạn nhấp chuột và các bạn vẽ ra một cái hình với tham số được chỉ định ở trong đó. Tuy nhiên ở đây thì nó có một cái vấn đề mà các bạn sẽ thấy là hơi khó chịu, đó là đối với cái thao tác mà vẽ bằng tham số thì các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta có ba tham số chứ không phải hai như hình chữ nhật thông thường. Chiều dài và chiều rộng thì đương nhiên rồi, tuy nhiên nó bổ sung cho chúng ta thêm một cái tham số nữa là cochlear radius, chính là cái tham số để mà chúng ta bo tròn cái góc như thế nào. Và một tham số này sẽ áp dụng đều cho cả bốn góc chứ không phải tùy biến cho riêng từng góc một. Thế thì ở đây các bạn nhìn thấy là tham số hiện tại chúng ta đang có một cái tham số là 4,2333 mm. Tuy nhiên nếu như bây giờ tôi vẽ một cái hình lớn hơn thì sao? Tôi vẽ một hình lớn hơn hai cái hình vừa rồi, hoặc là tôi vẽ một cái hình bé tí như thế này, thì các bạn sẽ thấy rằng là
các cái góc được bo tròn vẫn theo một tham số. Như thế là chúng ta đang bị mắc vào một cái trường hợp là bất kể là cái hình chữ nhật bo tròn góc của chúng ta vẽ to hay vẽ nhỏ thì cái góc con nhà radius đó vẫn bị khóa vào một tham số chết. Và do đó thì mọi người sẽ bảo nếu vậy thì không tiện lắm, mỗi lần vẽ như thế này tôi không vẽ được tự do mà tôi sẽ buộc phải vẽ bằng cách là nhấp vào màn hình để tôi ra được cái hộp thoại này, để tôi tùy biến cho cái tham số này cho nó tăng lên hay giảm đi cho nó phù hợp với cái hình. Tuy nhiên không thể nào mà chúng ta xác định được cái kích thước chuẩn cho một cái đối tượng khi mà chúng ta mới vẽ, trừ phi đấy chính là khuôn khổ của cái khổ thiết kế rồi. Thế cho nên là cái việc mà điền tham số vào nhiều khi nó cũng tương đối bất tiện. Vậy thì có cách nào để chúng ta vừa vẽ mà chúng ta điều chỉnh được cái tham số cho cái góc đó hay không thì chúng ta sẽ làm như sau. Illustrator cung cấp cho chúng ta một cái mẹo như thế này để chúng ta có thể là vừa vẽ vừa xử lý cái độ lớn của góc. Các bạn cứ vẽ đi. Đó. Sau khi mà các bạn vẽ đến đây rồi, các bạn tương đối hài lòng về mặt kích thước của hình thì bây giờ sẽ đến cái phần gọi là xử lý cái góc. Thì các bạn sẽ dùng cái phím mũi tên lên hoặc phím mũi tên xuống để mà điều chỉnh cái này. Khi mà tôi nhấn phím mũi tên lên có nghĩa là tôi đang tăng cái giá trị góc nhà radius này nó lớn lên, và như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy các cái góc này nó được bo tròn nhiều hơn. Còn nếu trong trường hợp mà tôi sử dụng cái phím mũi tên xuống thì các bạn nhìn thấy là giảm dần cái sự bo tròn góc, và đến cuối cùng thì chúng ta sẽ có một hình chữ nhật thông thường, có nghĩa là góc của nó là góc vuông. Ngoài ra thì các bạn còn có thể sử dụng phím sang trái hoặc sang phải. Với phím sang phải thì các bạn sẽ đưa cái hình đang xử lý này về lại cái hình dáng là bo tròn góc. Còn nếu chúng ta bấm phím sang trái thì chúng ta sẽ trả cái hình của chúng ta sang thành hình chữ nhật thông thường. Và tất nhiên trong quá trình đang vẽ này các bạn cũng có thể nhấp giữ phím cách để các bạn di chuyển cái hình của chúng ta sang một vị trí mới. Thì đấy là cái phương pháp xử lý để mà các bạn có thể vẽ một cái hình chữ nhật và có tính chất là bo tròn góc. Công cụ tiếp theo nữa mà chúng ta sẽ giới thiệu với nhau đó là công cụ ellipse. Ellipse thì nó tương đối đơn giản, nó cũng na ná như hình chữ nhật thôi và nó chỉ khác nhau về mặt hình. Còn nó cũng có cách vẽ là cũng hai cách như thế, là vẽ trực tiếp và kích chuột nhập tham số. Và kích chuột nhập tham số thì các bạn nhìn thấy là tham số của nó giống hệt như tham số của hình chữ nhật, có nghĩa là gì đây, dài và rộng đấy. Và trong cái quá trình mà các bạn làm như thế này thì các bạn cũng co kéo một cách tự nhiên thôi, cho tới khi nào các bạn cảm thấy hài lòng về mặt kích thước thì các bạn buông chuột ra. Đấy, thao tác vô cùng giống với thao tác vẽ hình chữ nhật, nó chỉ khác là hình tạo ra là hình elip thôi. Công cụ tiếp theo nữa trong nhóm đó là công cụ polygon. Công cụ này thì sẽ giúp các bạn tạo ra các cái hình đa giác vẽ trực tiếp này, vẽ bằng cách nhập tham số này. Thì ở đây chúng ta lại thấy chỉ có hai trường nhưng lại khác với cách vẽ hình chữ nhật hoặc là vẽ hình elip, đó là chúng ta có một trường là radius và một trường là size đấy. Và cái này thì nó đại diện cho độ lớn của cái hình, nhưng còn cái size này thì nó sẽ đại diện cho cái số lượng cạnh hoặc là đỉnh của cái hình đa giác. Và nếu như bây giờ tôi tăng hoặc giảm cái tham số này thì tôi có thể giảm được tới bao nhiêu, giảm tới số 3, có nghĩa là tôi sẽ có một hình tam giác. Đây là hình đa giác với số cạnh nhỏ nhất trong số các đa giác mà chúng ta có thể vẽ. Thế còn nếu như mà chúng ta vẽ ở đây thì chúng ta có thể cho nó tăng lên 10, 20, 100 gì đó. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ tăng dần nhiều cạnh lên thì nó sẽ dần dần trông hơi giống hình tròn. Đấy. Và Illustrator cũng cung cấp cho các bạn một phương pháp vẽ và can thiệp ngay trong lúc vẽ. Đó là trong quá trình mà các bạn vẽ thì các bạn có thể là sử dụng mũi tên lên xuống để các bạn tăng hay giảm cái số lượng cạnh hoặc đỉnh tham gia vào cái đa giác này. Đấy. Nếu như mà các bạn giữ phím xuống
là các bạn sẽ giảm số lượng cạnh, các bạn giữ phím lên thì là các bạn sẽ tăng số lượng cạnh. Đó, đây bây giờ chúng ta sẽ xem cái thao tác như sau. Cái này hơi nhiều, bây giờ tôi giảm đi, ví dụ như là 6 nhé, 6 là chúng ta vẽ ra hình lục giác. Bây giờ tôi vẽ thế này, đấy, tôi bấm xuống dưới, thế đây các bạn nhìn thấy này, đang từ lục giác bây giờ thành tứ giác và cuối cùng là tam giác. Còn nếu tôi bấm phím lên, tứ giác, ngũ giác, lục giác, thất, bát, nó vân vân. Thế thì đây là cái cách để các bạn vừa vẽ mà các bạn có thể là tăng giảm cái số lượng cạnh hoặc đỉnh của đa giác. Tiếp nữa thì chúng ta có công cụ Star Tool. Công cụ Star Tool thì nó giúp chúng ta vẽ ra cái hình ngôi sao. Đây, vẽ trực tiếp này. Và đây là vẽ bằng tham số. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai giá trị, một giá trị radius 1, giá trị radius 2 và point. Đấy. Trong đó thì các bạn sẽ thấy là một hình ngôi sao thì nó có hai cái vấn đề. Một là đỉnh ở ngôi sao nó nằm ở đâu. Hai là các đoạn thấp ở các ngôi sao nó nằm ở đâu. Và thứ ba là số lượng cánh của ngôi sao là bao nhiêu. Thì các bạn quan sát, chúng ta can thiệp như sau. Khi tôi tăng cái số lượng point này, ví dụ lên 6, chúng ta sẽ có ngôi sao 6 cánh. Thế còn hai giá trị radius 1 và radius 2 thì nó ảnh hưởng đến cái gì? Đây. Radius 1 thì chúng ta đang có là giá trị 10 này chẳng hạn. Bây giờ tôi cho nó 5 đi. Thì chúng ta thấy gì ạ? Số lượng cánh vẫn thế, đỉnh của cái ngôi sao vẫn thế, nhưng cái đoạn thấp này thì nó thắt sâu vào. Có nghĩa là tham số càng bé thì cái ngôi sao càng thấp vào bên trong và trông nó càng bé, trông nó càng gầy. Còn nếu như mà bây giờ tôi cho cái này nó lớn lên chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ phình ra như thế này. Đôi khi trông còn hơi giống hình đa giác, đúng không? 20 thì hơi lớn. Bây giờ tôi cho nó độ khoảng 13 đi. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là cái ngôi sao của chúng ta nó sẽ mở ra và trông nó sẽ mập mạp lên. Thế còn cái radius 1 chính là cái giá trị ở các cái đỉnh của ngôi sao này. Và cũng tương tự như là cái cách mà chúng ta đã vẽ hình đa giác. Khi các bạn đang vẽ thì các bạn cũng có quyền là sử dụng phím mũi tên lên hay xuống để tăng hay giảm cái số cánh của ngôi sao. Và cũng giống như là đa giác, các bạn bấm xuống khi nào mà nó xuống tới 3 thì nó trả cho chúng ta về hình tam giác như thế này. 4 thì hơi ra sao, 5 thì ra sao, vân vân. Nhưng mà riêng cái cuối cùng là cái số lượng nhỏ nhất là cái tam giác, cái ngôi sao ba cánh thì nó trả cho chúng ta về mặt tam giác thôi. Thì đấy là cách vẽ công cụ để vẽ ngôi sao. Thế và cuối cùng chúng ta có một cái công cụ nữa gọi là công cụ vẽ cái tia sáng. Thì công cụ này thì chúng ta sẽ thao tác như sau. Các bạn quan sát một chút này này. Chọn công cụ. Sau đó thì các bạn sẽ nhấp chuột ở trên màn hình và kéo một chút thì các bạn sẽ tạo được cái chùm tia sáng đầu tiên. Sau khi các bạn xác nhận được về cái độ lớn cũng như là chiều hướng của nó rồi thì các bạn nhả chuột ra. Sau khi nhả chuột ra thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái chùm tia đầu tiên như thế này. Các bạn nhả chuột ra và các bạn đưa tới vị trí mới, vị trí thứ hai. Vị trí thứ hai này thì tùy vào cái mong muốn của các bạn, ý định của các bạn. Và sau khi các bạn xác nhận xong được vị trí rồi, các bạn nhấp chuột một cái và các bạn kéo. Thì lúc này giữa cái chùm tia sáng thứ nhất mà các bạn đã định vị với lại cái chỗ chúng ta nhấp chuột thì nó sẽ có một cái tia nối vào, giống như là tia sáng mặt trời hoặc là đèn cao áp khi mà chúng ta chụp ở trong buổi tối chẳng hạn. Thì bằng cách là di chuột thế này, chúng ta có thể đổi hướng, chúng ta có thể thu ngắn hoặc kéo dài cái khoảng cách giữa cái chùm sáng đầu tiên và cái chùm tia mà chúng ta đang tạo này. Sau khi mà các bạn cảm thấy hài lòng rồi thì các bạn nhả chuột ra và chúng ta sẽ có cái chùm tia như thế này. Và đây là cái chùm tia sáng mà định mô phỏng lại cái sự bắt ngược cái ánh sáng ở trong ống kính máy ảnh. Cái này thì các bạn cần phải đặt nó ở trên một cái nền tương đối sẫm một tí, sẫm màu một tí thì các bạn sẽ nhìn được cái tia này một cách rõ hơn. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta nói đến thao tác thì đấy là cái cách vẽ. Thế còn tham số thì có được hay không? Tham số thì cũng được, các bạn kích chuột vào đây
Thì trước hết là nó sẽ vẽ ra đúng cái hình mà giống như cái hình gần nhất chúng ta vừa mới vẽ. Và ở trong này nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái hộp thoại tương đối phức tạp với nhiều các tham số. Ví dụ như là opacity, độ trong đục của những cái quầng sáng này, đúng không? Brightness, độ sáng của nó như thế nào. Rồi ray, các tia. Thì các bạn sẽ nhìn thấy number này, ví dụ như là tôi tăng cái số lượng này lên thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái tia lóe sáng này nó có thể nhiều hơn, đúng không? Độ dài như thế nào, rồi mật độ các thứ như thế nào, vân vân. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là từng cái tham số này, một khi mà tôi tăng hay giảm cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó thay đổi trực quan ngay trên màn hình, để cho chúng ta có thể hình dung được khi mà chỉnh tham số thì nó sẽ như thế nào. Đến khi nào các bạn chỉnh và các bạn quan sát từng tham số với lại cái diễn tiến ở trên màn hình, khi nào mà các bạn cảm thấy là hài lòng rồi thì chúng ta sẽ kết thúc bằng cách nhấn OK để xác nhận cái tham số cho cái hình mới này. Thế như vậy là chúng ta đã làm quen được cái nhóm công cụ đầu tiên, đó là công cụ tạo hình cơ bản và một cái hình tương đối đặc biệt là cái hình tia sáng. Thế là tất cả những cái thứ mà chúng ta thấy là phức tạp hay gì gì đó thường thường là sẽ bắt nguồn từ những cái hình đơn giản như thế này. Làm quen tốt những cái này, vẽ các hình cơ bản, sau đó thì lắp ghép, cắt ghép với nhau, chúng ta sẽ có những hình phức tạp hơn, và nhiều hình phức tạp đặt với nhau thì sẽ có hình phức tạp hơn nữa, và nhiều hình phức tạp hơn nữa đặt với nhau thì chúng ta sẽ có một cái bản thiết kế hoàn chỉnh. Thực ra thì đây là những bước đầu tiên để các bạn có thể tạo ra được những đối tượng ở trong cái hộp thoại, trong trong cái tài liệu Illustrator. Thế bây giờ các bạn thử một chút về nó vài phút, sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang cái nhóm công cụ tiếp theo. Thank you.